Những phần movie hay nhất của Shin, cậu bé bút chì. 1. Shin, cậu bé bút chì: Cuộc phản công của đế quốc người lớn. Là bộ phim được đánh giá là mang lại cảm giác hoài niệm cho người xem. Chỉ trong vài phút cuộc đời của bố Hiroshi đã có thể khiến một người trưởng thành phải khóc. 2. Shin, cậu bé bút chì: Cuộc giao tranh thời chiến quốc. Là một trong số ít những bộ anime movie của Shin, cậu bé bút chì lấy đề tài xuyên không. Đây cũng là bộ được cho là đề cao yếu tố tình yêu nhất trong tất cả những phần phim của Shin. 3. Shin, cậu ấy trì người bố robot. Bộ movie có bối cảnh và tình huống thú vị, cũng là movie đứng top đầu những movie nổi bật tình cảm gia đình nhất trong chuỗi phim điện ảnh của Shin, cậu ấy Uchi.